Nhưng mà đừng bao giờ đó làm như cái thương mại. Cái nào lời nhiều mới làm, cái nào lợi ích không có lên. Cúng dường nó phải lựa Phật mới cúng dường. Còn mấy cái người mà chưa phải Phật rồi chưa có cúng dường, khi người ta nói là cúng dường thì Phật thì đức lớn thế này, cúng dường bậc thánh có phước thế này, cúng dường một cái vị phàm tăng có phước như thế này, một vị năm giới, người giới có phước như thế này, rồi một người không có giới thì phước như thế này, một con vật là phước thế này. Rồi đó là giống như một cái bảng để người ta cho mình thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mình làm con buôn á, mình sẽ coi những cái bảng đó cũng giới cái món này, cái nào nhiều phước nhất là, thì cái đó là cái tinh thần của con buôn. Còn mình là cái người thật sự mà mình đi con đường đó, bố thí, cúng dường, phục vụ chẳng hạn, duyên tới đâu làm tới đó. Bây giờ hôm nay mình có cái vật thực này, mình dự định là sẽ đến cái chùa này cúng. Nhưng mà bây giờ cái người nào đó chẳng hạn mà cũng có một chút quen biết với mình, bây giờ ta tới đây thắc mắc quá, một cái gì đó kinh khủng lắm mà mình không giải quyết không được, giờ trước mắt mình chỉ có bao nhiêu đây, thôi đưa cho anh ta xong. Còn lúc đó mình nghĩ rằng là phải đem tới đó mới có phước, còn cái người này tính sao coi chừng, bởi vì nó đi trong cái quế nhiễm. Cái này, chuyện này sư cô có kể trong cái lớp mình nghe rồi. Thì có cái, có một cái người đó là sáng nay nấu nướng và đúng giờ thì đến tinh xá để dâng lên cho Đức Phật. Khi người này đội cái thức ăn ở trên đầu rồi đi đến tinh xá, thì dọc đường nó gặp một cái người đó, họ đói là sắp chết, và họ lê tới cái chân của người này, họ ngã đường lại và họ nói cho tôi một chút gì ăn, tôi chết. Họ thều thào như vậy. Người này đứng không biết làm sao. Bây giờ suốt một cái mấy ngày nay là mình tác ý cái món này dâng lên Đức Phật rồi, rồi bây giờ cái người này về làm sao? Bây giờ mình đem đến mình dâng Đức Phật xong trở về nhà lấy đồ ăn nữa, biết người này còn sống không? Hay là mình đi rồi người ta cũng đi mất rồi, cũng dâng đâu? Mà bây giờ đem đưa cái người này thì đưa làm sao mà đưa? Rồi đứng phân dân đó hồi thì người này mới đặt tất cả những cái thức ăn xuống và hướng về tinh xá, xin dân cúng cái vật thực này lên Đức Thế Tôn. Rồi sau đó xin Đức Thế Tôn cái thực phẩm này đó để cho cái người mà đặt đói này. Thấy chưa? Cho nên phải làm như vậy đó, chứ không phải là mình tính toán để được cuối cùng đó là mình phải được cái phước lớn rồi cái chuyện này tính xa. Không phải đó, đúng cái duyên, đúng cái hoàn cảnh thì chúng ta làm, phước nhiều phước ít kệ nó. Cái duyên mình chỉ được phước tới đó thôi.